Thế còn nghề ban giám khảo thì sao ạ? Cô Thúy Hạnh này là cô đang nổi tiếng với lại một cái chương trình rất là hot trên TV đúng không ạ? Việt Nam Got Talent. Thì ở một cái vai trò ban giám khảo thì cái áp lực nhất của chị là gì so với chuyện là đứng trên sàn diễn hay là đứng trong phòng và làm việc với là những người mẫu của mình? Đúng là ban giám khảo bây giờ mọi người bắt đầu gọi là một nghề. Mình thấy thực sự là một các nghề. Cái chương trình, các cái show truyền hình thực tế bắt đầu dồn dập vào Việt quá Nam nhiều vào Việt Nam và người ta cần rất nhiều ban giám khảo. Thì mỗi một ban giám khảo, mỗi một cuộc thi, Hạnh cũng muốn nói rõ ràng ở đây rằng có rất là nhiều khán giả khi mà xem một chương trình giải trí nhưng họ không hiểu về cái format, về cái hướng đi của mỗi một cái chương trình. Tại vì mỗi một cái show truyền hình thực tế nó có một cái format khác nhau và nó đi một cái định hướng khác nhau. Thì năm 2012 cũng là một năm mà Hạnh làm giám khảo của khá nhiều show truyền hình thực tế. Ngoài cái Việt Nam Got Talent ai cũng biết ra thì Hạnh còn làm tìm kiếm DJ. DJ là những cái bạn giới thiệu các chương trình MTV đúng không ạ? Đúng rồi. Tìm kiếm DJ. DJ là những người chơi nhạc. Wow. Ngoài ra là một số các cái cuộc thi người mẫu hoa hậu khác thì đương nhiên các thi về sắc đẹp nó là sở trường của mình rồi. Không o bàn tính gì đến nữa cả. Nhưng những cái cuộc thi kia thì khi mà mình ngồi ban giám khảo thì cái đầu tiên hết, áp lực đầu tiên hết là mình phải có con mắt nhìn nhận một cách khách quan nhất. Chị Cô Hạnh là gì? Chị Cô Hạnh đối với Vietnam Got Talent là một cái người nữ giám khảo có nhiều cảm xúc để có thể chia sẻ với thí sinh. Thì mình sẽ nhận xét bằng cảm xúc của mình. Vì đối với Vietnam Got Talent thì thông điệp của chương trình là hãy vươn đến cái ước mơ, hãy dám thì ước mơ của mình. Và nó là một chương trình giải trí. Khi mọi người đến đây, mọi người được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình thì mọi người hãy coi là giải trí đi. Trong khi đó thì khán giả Việt Nam đôi khi quá serious. Yeah. Quá serious khi mà xem một cái nghiêm trọng hóa vấn đề đúng không ạ? Xem một cái show giải trí nghiêm trọng nó lên và làm thành những cái thế là nó cũng mất cái ý nghĩa chính của cuộc thi. Thế còn một cái điều mà đúng rất là quan tâm, tại vì một trong những cái điều kiện cơ bản nhất để làm ban giám khảo là chúng ta phải có kiến thức về cái nghề đó. Ví dụ như là Tuấn thấy là chị có thể làm DJ nè, bởi vì DJ thì Tuấn hoàn toàn có thể tin vào cái điều đó, vì thật ra là cái cách ăn nói của chị Thúy Hạnh, cái đài từ thì cũng là tốt, vì chị là người Hà Nội đúng không ạ? Mọi thứ của mình thì đều rất là tốt, cho nên là các bạn chỉ có thể tư vấn được. Thế còn DJ rồi bên cạnh đó là Việt Nam Got Talent thì nó có những cái hát múa, thì những cái kiến thức nghề đó thì chị dựa vào điều gì để mà chị đánh giá? Hãy trở lại cái vấn đề như vừa rồi Hạnh nói là một cuộc thi có một cái tiêu chí khác nhau. Đối với cả DJ thì Hạnh cũng xin được chia sẻ như thế này. Hạnh 20 năm trong nghề và 20 năm trong nghề Hạnh trải qua rất là nhiều công việc khác nhau. Trong đó có công việc DJ. Hạnh với chị Hằng là thế hệ DJ đầu tiên của MTV tại Việt Nam. Là thứ nhất, thứ hai là ví dụ về DJ chẳng hạn thì cái nhiệm vụ của Hạnh trong cái cuộc thi về DJ không phải là đánh giá rằng là bạn này xét nhạc của bạn như thế nào, xét nhạc bạn thừa thừa hay không, chơi theo phong cách gì, mà Hạnh chấm theo phong cách trình diễn của bạn đấy như thế nào. Hoặc là như Vietnam Got Talent cũng vậy, cái vị trí của Hạnh là vị trí đánh giá về cảm xúc. Thì khi mà mình ngồi vào vị trí đó thì ban tổ chức này, rồi nơi đơn vị giữ bản quyền này, rồi đài truyền hình này, nhà tài trợ này, bốn đơn vị đấy họ phải cùng đánh giá cái vấn đề của mình thì họ mới mời mình vào vị trí đấy. Thì trong cái lúc mà làm cái nghề này nè, có một cái scandal gì đó dữ dội nhất mà chị phải đối mặt không? Thực chất scandal thì mình nghĩ là không có, không phải là scandal, còn cái chuyện dư luận thì mình không thể nào mình bắt dư luận thì theo mình được, đúng không? Như gần đây là đúng không? Ví dụ mà làm rớt cái bình gì đó đúng không? Cái làm rớt cái bình đấy thì có thể là mọi người cái đấy cũng không gọi là scandal. Cái đấy nó là một cái nếu như là mọi người xem kỹ thì mọi người sẽ phát hiện ra nó là cái cố ý giàn dựng của thí sinh. Còn nếu mà các bạn mà bị thí sinh đó mà các bạn nghĩ rằng là Hạnh hậu đậu làm rớt cái bình đó thì chính các bạn đấy đang bị thí sinh đó lừa.